vâng, em Trinh Trang Oradi xin kính chào toàn thể các bác anh chị em nhé. Hôm nay thì tiếp tục với video mới bên em tiếp tục về những cái model Noa rất chi là nổi tiếng, rất hot, một trong những model Noa rất chi là hot của hãng Buehler. Đây các bác và anh chị em đang theo dõi một trong những model Noa rất chi là hot của hãng Buehler, với model SHE10. Cái model Noa này là hãng thiết kế để cho các bác và anh chị em là phối ghép nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tuyệt vời trong cái không gian trong phòng từ 15 cho đến 35, 40, 50 mét, rất chi là ok các bác và anh chị em nhé. Đây là toàn bộ Noa này. Hàng em bãi về, hàng bãi về là zin bản nhé. Bãi về zin bản là chưa có tút tát sờ va động chạm gì các bác của anh chị em nhé. Đây toàn bộ đằng sau thùng loa này, toàn bộ đằng sau thùng loa phía trái này. Đây là cái model loa Pioneer SHE10 với một cái thiết kế là cấu hình là loa hai bát 28 và một tép kèn, công suất là 125W trở kháng là 6 ohm. Hàng sản xuất tại Gia Ban các bác quan trọng nhé. Hai cầu loa, lỗ thông hơi đằng trước ngược đằng sau. Đấy, lỗ thông hơi đằng trước ngược đằng sau. Toàn bộ cái thiết kế thùng loa rất đẹp, mùi rất thơm này. Đây, mặt lưới này các bác quan trọng nhìn mặt lưới rất đẹp này. Đấy, mặt lưới rất đẹp này. Sẽ bóc thử cái mặt lưới e-căng, lưới e-căng zin các bác quan trọng nhé. Đây đây là e-căng zin này. Đấy, e-căng zin các bác quan trọng nhé. E-căng zin các bác quan trọng lưu ý là e-căng zin. E-căng zin rất đẹp, thùng góc cạnh rất đẹp. Đây là toàn bộ là cái mặt trước này. Với cái model Noa này thì các bác của anh chị em biết rồi, bên Trinh Trang Audio đây là rất hay về những cái model này. Đây là một cặp Noa hàng bãi về zin bản cực kỳ đẹp. Cái cặp Noa này là gân zin các bác của anh chị em nhé. Đây gân zin này, gân zin, cái này gân zin luôn nhá, gân zin này. Đấy, gân zin màng rất đẹp. Đây là hàng chưa có spa động chạm gì nhé, hàng zin bản nước ngoài về các bác của anh chị em nhé. Rất thơm, mùi rất thơm. Đây là cái cặp tép kèn này các bác của anh chị em nhìn rất đẹp nhé. Cái cặp này các bác của anh chị em yên tâm phối ghép nghe nhạc và hát karaoke thì nó là quá chất rồi. Và với cái model Noa này thì hôm nay là ngày 30 tháng 5 thì em Trinh Trang Audio đây là tiếp tục về được hai cặp Noa là hàng bãi về zin bản từ AZ chưa có động chạm gì. Đây là một, tiếp tục một chiếc nữa. Em làm một đoạn video để giới thiệu với toàn thể các bác và anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc là biết thêm là cái sản phẩm Pioneer SHE10 là bên em Trinh Trang Audio đây là tiếp tục về được hai cặp nữa, giới thiệu với các bác và anh chị em. Mà các bác của anh chị em có nhu cầu phối ghép nghe nhạc và hát karaoke thì liên hệ trực tiếp với em để sở hữu là một trong hai cặp loa huyền thoại này, hàng bao đẹp zin bản từ AZ các bác của anh chị em nhé. Đây xin giới thiệu các bác của anh chị em cực kỳ đẹp luôn, zin bản cực kỳ đẹp nhé, SHE10, tất cả cái viền hoa zin bản này, đấy, gân hoa zin bản model này, các cái chấu cao su này mà các bác biết rồi, cửa sổ cấu chấu cao su này mà nó còn zin đẹp này là rất chi là hiếm, nguyên bụi nhé, này nguyên bụi, em chưa có spa vệ sinh gì nó đã đẹp này rồi, thì các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em để sở hữu cặp loa huyền thoại Buehler SHE10 này qua địa chỉ Trinh Trang Audio Đi, địa chỉ Quốc lộ 38 Cẩm Hưng Cẩm Giang Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757889, em ship hàng toàn quốc theo cầu. Với những cái model loa này hiện đang có tại Trinh Trang Audio Đi là được bán ra là trên dưới 20 triệu một chút các bác của anh chị em nhé. Em có hai cặp mới về được, hai cặp thì các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em để sở hữu. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do Trinh Trang Audio Test và giới thiệu tất cả các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, hàng từ bình dân đến cao cấp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em.